Anh à, bạn gái anh mặc vậy rất là đẹp. Bạn gái gì đâu, ai mà chịu nổi bà này. Gớm, em chưa chơi anh thì thôi. Em thích bộ này à? Để anh thanh toán cho em nhé. À thôi, không cần đâu, cũng không hợp lắm. Anh Đạt, em thấy bộ này đẹp, hợp với em nè, mua cho em nha. Được, đẹp đấy. Thật ra tôi luôn rất để ý đến việc bạn trai có một cô bạn thân, duy trì mối quan hệ rất tốt. Lúc đi về tôi băn khoăn rất lâu, cảm thấy vẫn là nên nói rõ với anh ấy thì hơn. Hình như anh và Vi có vẻ rất thân thiết nhỉ? Anh với Vi là bạn từ nhỏ mà. Hôm nay ông không vui đúng không? Từ nay anh sẽ chú ý trường hợp lại. Thật không ngờ anh ấy lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy. Hôm nay đã ăn thử món anh nấu, lần sau để lượt em nấu anh ăn nhé. Anh đưa đồ ăn của em cho Vi ăn à? Ừ, tại Vi cứ đòi cho bằng được. Tại sao anh còn nói dối là ngon? Thì anh sợ em giận thôi. Nhưng em yên tâm, không có lần sau nữa. Hóa ra cái chừng mực mà anh ấy nói là giấu giếm tôi, hóa ra chỉ là lừa dối. Ơ, xem là về giờ này. À, Vi nó qua giúp anh vài việc thôi. Em đừng hiểu lầm, không có gì đâu. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Nói cái gì đấy, Vi là bạn anh mà. Sao nói năng kiểu mất lịch sự, xong là dở cái thói ghen tuông ra vậy. Bạn bè có quyền kêu anh đến lúc nửa đêm. Bạn bè có quyền đến nhà mình bất cứ lúc nào. Bạn bè có quyền chiếm dụng chồng của người khác, hả? Anh... Từ giờ chúng ta kết thúc đi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Mai, nếu biết rõ là anh ta phạm lỗi mà bạn cứ tiếp tục tha thứ thì là lỗi của chính mình.